Quý vị đang đến với phần 2 của bản tin FBNC 24/7. Thưa quý vị, nhằm tháo gỡ khó khăn cũng như đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP mới đây đã đề xuất một số giải pháp đến các cơ quan ban ngành có liên quan. VASEP kiến nghị sửa đổi một số quy định về kiểm tra chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu, sửa đổi thủ tục công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu, sửa đổi quy định về dán nhãn sản phẩm, quy định về dán nhãn phụ trên bao bì nguyên liệu nhập khẩu, v.v. Cũng theo VASEP, quy định kiểm dịch đối với hàng nhập khẩu là nguyên liệu thủy sản để gia công và sản xuất hàng xuất khẩu cần có cơ chế đánh giá xếp loại doanh nghiệp nhập khẩu để xét ưu tiên miễn kiểm dịch đối với từng nguyên liệu mà doanh nghiệp thường xuyên nhập khẩu có cùng nguồn gốc xuất xứ và cùng nhà cung cấp dựa vào kết quả kiểm tra và lịch sử của các lô hàng trước đó. VASEP cũng đề xuất đầu tư hỗ trợ công nghệ đánh bắt xa bờ và bảo quản sau thu hoạch, xúc tiến thương mại quảng bá thị trường, rà soát cân đối và điều chỉnh giảm các trạm thu phí và mức phí cầu đường ngay trong 2016. Riêng với đồng bằng sông Cửu Long, VASEP kiến nghị đầu tư một cảng biển xứng tầm và hiện đại tại khu vực để đáp ứng thúc đẩy sản xuất xuất khẩu toàn vùng, v.v. Cục Quản lý Cạnh tranh Bộ Công Thương cho biết ngày 18 tháng 7, Bộ Công Thương Việt Nam đã ký thỏa thuận với Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC và đại diện Thương mại Hoa Kỳ USTR liên quan đến việc áp thuế chống bán phá giá của Hoa Kỳ đối với sản phẩm tôm nhập khẩu từ Việt Nam. Hai bên đã đạt được giải pháp song phương để giải quyết các vấn đề tranh chấp trong hai vụ việc giải quyết tranh chấp tại Tổ chức Thương mại Thế giới WTO do Việt Nam kiện Hoa Kỳ vi phạm các quy định của WTO khi áp dụng thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm tôm của Việt Nam. Trước đó, ngày 20 tháng 5, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã triển khai các thủ tục để thực thi các phán quyết của WTO. Cụ thể, DOC đã ban hành kết luận sơ bộ để sửa lại biên độ phá giá của tập đoàn thủy sản Minh Phú và xem xét dỡ bỏ lệnh áp thuế chống bán phá giá cho thủy sản Minh Phú. Không những thế, một phần thuế chống bán phá giá mà thủy sản Minh Phú đã tạm nộp trong những năm trước đây sẽ được hoàn lại cho Minh Phú. Việc Hoa Kỳ thực thi phán quyết của WTO cũng có phần quan trọng cho việc thể hiện thiện chí tăng cường mối quan hệ nhiều mặt giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Còn về phía Việt Nam thì đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ và tích cực giữa chính phủ với Hiệp hội Chế biến Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP và các doanh nghiệp ngành tôm, đặc biệt là thủy sản Minh Phú. Tiếp nối tình trạng nguồn cung giảm, giá đường tăng cao trong niên vụ 2015-2016. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thì dự kiến trong niên vụ 2016-2017, tình trạng cung cầu ngành đường vẫn diễn biến căng thẳng. Hiện tại, giá đường đã tăng khoảng 3.500 đến 4.500 đồng một ký so với vụ trước. Đại diện Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đánh giá, giá đường tăng là do thiếu hụt mía nguyên liệu dẫn tới giảm sản lượng. Bên cạnh đó, giá cả đầu vào như vật tư nông nghiệp, chi phí hỗ trợ nông dân, nhân công và việc một số doanh nghiệp thương mại, găm hàng cũng dẫn đến đẩy giá đường lên cao. Trong vụ 2016-2017, theo báo cáo tổng hợp, tổng diện tích các nhà máy có ký hợp đồng đầu tư và bao tiêu sản phẩm là khoảng 239.000 ha. Sản lượng ép mía là 13,72 triệu tấn, sản lượng đường đạt 1,52 triệu tấn. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn nhận định trong bối cảnh thị trường thế giới tiếp tục thiếu hụt đường, chủ yếu do hiện tượng El Nino gây thiệt hại cho trồng trọt. Niên vụ 2016-2017 này, tình hình cung cầu và giá đường trong nước dự báo sẽ tiếp tục căng thẳng. Do đó, các doanh nghiệp cần tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, rà soát lại quy định vùng nguyên liệu mía cho các nhà máy, đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, cũng như thực hiện các biện pháp đồng bộ trong tổ chức sản xuất nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch. Sau khi khảo sát ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cùng một số tỉnh thành tiêu thụ cà phê nhiều nhất nước, thì Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam Vinatax vừa công bố kết quả có tới 30,04% cà phê bán ra thị trường có hàm lượng caffeine rất thấp, trong đó có tới 5 mẫu hoàn toàn không chứa caffeine. Theo báo cáo về ngành cà phê Việt Nam do Bộ Nông nghiệp Mỹ thực hiện, trong niên vụ 2015-2016, cà phê rang xay nội địa tại Việt Nam được tiêu thụ khoảng 2,25 triệu bao, tương đương 135 triệu ký cà phê nguyên liệu. Tuy nhiên, khảo sát về thức uống cà phê tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Sóc Trăng lại cho thấy, trong 253 mẫu có tới 30,04% có hàm lượng caffeine rất thấp, dưới 1 gram trên 1 lít, đặc biệt có tới 5 mẫu hoàn toàn không chứa caffeine. Kết quả khảo sát nhanh này chủ yếu phản ánh về cà phê đang được cung cấp cho phân khúc bình dân để có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường cà phê pha ở Việt Nam, nhất là về chất lượng, vệ sinh an toàn, v.v. Các mẫu cà phê này được mua ngẫu nhiên tại các điểm kinh doanh cà phê khác nhau, gồm quán cà phê lịch sự, quán cốc, căng tin bệnh viện, cà phê xe đẩy và cà phê vỉa hè. Khảo sát cũng cho thấy nhóm cà phê không có caffeine hoặc hàm lượng không đáng kể, đa phần nằm ở các quán cà phê vỉa hè, xe đẩy, căng tin bệnh viện, trường học, v.v. Thưa quý vị, sau gần 2 tuần ra mắt lần đầu thì trò chơi Pokemon Go đã trở thành hiện tượng toàn cầu. Tuy nhiên, một số nước đã bắt đầu cấm người dân chơi Pokemon Go tại một vài địa điểm vì lo ngại những tai nạn đáng tiếc đã xảy ra.
Tại Việt Nam, bên cạnh sức hút của trò chơi này sẽ có rất nhiều hệ lụy tiềm ẩn khi Pokemon Go được phát hành tại đây. Ngày 17 tháng 7, một phiên bản hack tọa độ cho phép người chơi Việt Nam bắt Pokemon theo bản đồ Úc đã lan truyền rộng rãi trên Internet. Có nghĩa là vẫn chơi tại Việt Nam nhưng theo quy chiếu của bản đồ Úc. Chính tác giả của phiên bản này đã cảnh báo người chơi về sự nguy hiểm nếu không chú ý. Nhiều con Pokemon có thể xuất hiện ở những khu vực như giữa sông, xa lộ hay các khu vực nguy hiểm khác vì được lập trình theo bản đồ Úc. Tuy nhiên, một số lượng khá đáng kể người chơi hưởng ứng bản hack này khiến nguy cơ xảy ra tai nạn đáng tiếc càng gia tăng. Vậy sức hút của Pokemon Go đến từ đâu và những nguy hiểm nào có thể xảy ra? Pokemon Go là game trên điện thoại thông minh được công ty Nintendo phát triển từ bộ truyện tranh nổi tiếng Pokemon. Nhờ Pokemon Go, Nintendo đã tạo nên nhiều kỷ lục tại sàn chứng khoán, với cổ phiếu giao dịch trên sàn chứng khoán Tokyo tăng kịch trần 25% và giá trị thị trường tăng thêm 7,1 tỷ đô la Mỹ. Rồi hết Pokemon Go thì nói chung là thời điểm hiện tại nó rất là lớn. Fanpage của mình tăng lượt theo dõi và lượt like thì khá là nhanh. Nên trong thời điểm trước đây một vài tháng rất là nhiều. Chúng tôi đã thực hiện một cuộc khảo sát về sự quan tâm của người trẻ dành cho Pokemon Go. Cụ thể là có 95% các bạn trẻ quan tâm đến trò chơi này, trong đó có 40% đã tìm cách cài game bằng ID nước ngoài. Dù được chào đón tại Việt Nam, nhưng phần lớn mọi người vẫn nhận ra những nguy hiểm khi chơi trò chơi này. Cụ thể là 80% cho rằng có khả năng mất điện thoại và 55% cho rằng sẽ bị tai nạn giao thông khi quá tập trung vào trò chơi. Trên thực tế, đã có nhiều vụ cướp giật khi đang chơi Pokemon Go được ghi nhận ở khắp nơi trên thế giới. Một chàng trai ở Sydney, Australia đã bị giật điện thoại sau khi bắt được Pokemon Mewtwo ở công viên. Rất may là anh chàng và nhóm bạn vẫn kịp lấy lại chiếc điện thoại của mình. Thậm chí một chàng trai người Anh đã gây ra tai nạn giao thông khủng khiếp khi dừng giữa đường cao tốc để bắt một con Pikachu. Thủ đoạn tinh vi của bọn cướp và lợi dụng chức năng đèn hiệu của trò chơi rồi dụ dỗ các game thủ đến những khu đất trống và thực hiện hành vi cướp giật. Cũng chính vì thiếu tập trung mà rất nhiều người chơi đã bị tai nạn giao thông khi đang mãi săn tìm Pokemon. Vì bạn luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại khi di chuyển xung quanh, bạn phải đặc biệt cẩn thận khi qua đường. Tôi đã từng một hai lần đang tìm Pokemon và thấy mình đi lấn ra giữa đường. Điều này đã khiến nhiều nơi như bảo tàng Auschwitz hay một số sở thú ở Đức phải cấm trò chơi này. Những sự kiện trên rất có khả năng sẽ tái diễn ở Việt Nam, đặc biệt với tình hình tội phạm phức tạp và giao thông khó kiểm soát như hiện nay. Bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân vì mất tập trung khi chơi Pokemon Go. Ngoài ra, vì mong muốn bắt được một con Pokemon hiếm, nhiều bạn trẻ có khả năng sẽ mạo hiểm tiếp cận những khu vực nguy hiểm như sông hồ, quốc lộ, nơi hẻo lánh, v.v. Lúc này đây, sóng điện từ điện thoại ảnh hưởng đến não không phải là điều đáng lo. Mà những nguy cơ do sự bất cẩn mới là mối đe dọa thực sự. Trở lại với câu chuyện chơi bản đồ Úc tại Việt Nam, một số người chơi hiện vẫn còn e ngại độ an toàn của bản hack này. Theo thông tin từ Thanh niên Online, Việt Nam đã có một vài trường hợp vừa đi vừa cầm điện thoại, lao ra giữa làn xe ô tô hay tìm cách vào nhà người lạ chỉ để bắt Pokemon. Rất nhiều người đã bắt đầu cảnh giác về vấn đề này. Pokemon mà không phải Pokemon chính cái bản gốc của nó, mấy cái bản ấy là nó sẽ có virus và này nọ các bạn không biết á. Tại vì có một số bạn giống như là đang quá lạm dụng Pokemon Go, đi tới đâu cũng bắt Pokemon hoặc là bị tai nạn vì Pokemon Go. Nên mình có thể bất ngờ bị người ta giật điện thoại hoặc là bị đánh rơi hoặc này nọ các thứ. Thì khi mà chơi Pokemon Go mà nếu chơi ở Nhật Bản này kia thì nó sẽ an toàn hơn so với Việt Nam. Còn Việt Nam thì đường nó hơi loạn tí, nó không có thêm một cái quy định nào cả. Thì đó, nếu mà chơi thì rất là nguy hiểm. Hiện giờ thì vẫn chưa, nhưng mà trong tương lai với tình hình như thế này thì sẽ càng nhiều người gây tai nạn và càng nhiều người bị thương do cách chơi bất cẩn của một số người. Những trường hợp này đã không còn là hành vi gây rối công cộng mà trở thành những hành vi vi phạm pháp luật. Lúc đó, chơi Pokemon Go sẽ không còn là một thú vui thông thường mà trở thành mối đe dọa trật tự xã hội và gây vi phạm pháp luật. Và trong phần tiếp theo của bản tin sẽ là các thông tin thế giới đáng chú ý trong tuần qua và phần tổng hợp thị trường chứng khoán toàn cầu. SoftBank mua nhà máy sản xuất chip ARM đặt tham vọng vào thị trường bán dẫn. Philippines từ chối đối thoại với Trung Quốc sau phán quyết của PCA về đường chín đoạn.